Mới đây, trong bản cập nhật macOS X 10.11 El Capitan Beta 2 tung ra cho lập trình viên, Apple đã hé lộ một số thông tin về độ phân giải mới. Một trong số đó đề cập đến mẫu iMac 21.5 inch với độ phân giải màn hình 4096x2304px. Hiện tại, iMac 21.5 inch vẫn chưa có độ phân giải Retina. Lần gần nhất, iMac có sự thay đổi nâng cấp là vào năm 2013 và sau đó Apple ra mắt iMac 27 inch độ phân giải 5K. Như vậy, hy vọng vào mùa mua sắm sắp tới, thế hệ iMac phổ thông màn hình 21.5 inch sẽ có sự đổi mới nâng cấp giúp trải nghiệm người dùng được nâng lên cao hơn. Ngoài ra thì cũng xuất hiện thông tin về một thiết bị Remote Control sử dụng Bluetooth được cho là của thế hệ Apple TV tiếp theo. Bluetooth Remote Control này có bề mặt cảm ứng đa điểm hỗ trợ vuốt để cuộn trang,